ca bên số Tem và Tép bộ đàn P12. Ta cùng lắng nghe nhé. Có bao giờ em thương anh thật lòng, cách xa rời cô chỉ còn là số cờ. Thế lao là đủ bao nhiêu cho vừa. P12 à? Tình cờ anh trao lấy hoa không phải anh nên em rời xa đây rồi, hứa anh cùng nhau đến khi mà có đâu lời ước thề kia em vẫn không đi nhờ. Em cứ bước đi xem tình yêu này không có gì, anh cũng chẳng cao xa chẳng mong em ngoài thêm nhớ chuyện tình mình dễ dàng. Anh giới ở ngay Văn Lâm Hưng Yên, anh đã chốt bộ dàn B12 sau khi anh đã test karaoke và trải nghiệm tại Jakarta Minh Số ngày cuối năm. Thì bên em anh yêu cầu là phải lắp luôn, thì bên em sẽ lắp luôn cho anh trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và bây giờ là 2:30 rồi, à 3 giờ kém rồi. Anh ở ngay Văn Lâm Hưng Yên thì về lắp rất là nhanh để tiền toán, và đội ngũ bên em vẫn đang làm việc rất là mệt mài. X2 và mic với kép 31 và sữa 1200 ạ. Đó, ok ạ.
Rồi, anh cọc trước 1 triệu rồi, để bên em sắp xếp kỹ thuật về lắp cho anh ngay và luôn. Anh máu quá rồi, cảm ơn anh Giới nhá. Ok anh.